What's up chào em nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em game hay tạp chí mình nghe từ từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xin một like và một subscribe ủng hộ channel phát triển nha mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, tiếp tục chương trình cập nhật sự kiện dùng chung các quả cáp kiểu của bên game anh em. Uầy, cứ ngớ là phải đợi thì đến 100 năm, nhưng mà không ngờ Nami tuần này lại uy tín gớm nhờ. Với giữa chừng sự kiện thì Nami đã phát quà sự kiện ấy rồi anh em. Đây, bảo trì đột xuất các bạn, hiện tại là ngày 8 tháng 8 à. Vâng, quà bảo trì đã về các bạn nhé. Bao ngon luôn. 30 cốc bia vàng, 30 xu hồng quay, 20 thùng bia, 20 xu hồng quay cao cấp, 5 belly, 5 MP 72 giờ và 2k kim cương các bạn. Bao ngon luôn. Nhưng trước tiên chúng ta ghé qua fanpage anh em. Ok, bạn xem bên fanpage chúng ta có gì nữa không. Thông báo hoàn tất phần quà bảo trì. Nami thông báo hoàn tất việc bảo trì phần quà các kiểu anh em. Rồi ok, quà LL server. Wow, quà LL server à. Ok các bạn, lưu ý điều kiện nhận quà là thời hạn nhận đến hết ngày 11 tháng 8 anh em. Vậy là 10, hôm nay mùng 9 đúng không? Hôm nay các bạn xem clip mùng 9, mùng 9, mùng 10, 11, còn được 2 hôm nữa à. Hôm nay mùng 9 thì là hết cái sự kiện đấy lại rồi anh em này. Hôm nay là chúng ta lại kết thúc cái sự kiện tương mới đây anh em này. Rồi tương mới dưới này anh em, tương mới dưới này. Tương mới thì bữa tách chết rồi anh em, sự kiện xong rồi. Ok à. Ok các bạn, sự kiện tương mới thì xong rồi, nhưng mà giờ thì đợi quà thôi anh em. Quà tương mới mùng 9 là hết hạn anh em, nó có phát trước hôm 11 không? Nếu phát kịp trước hôm 11 thì chúng ta sẽ nhảy cho mới chơi bữa nữa anh em. Rồi tiếp theo qua nhóm anh em. Tình hình thì nhóm đã đạt được 300.301k rồi anh em, và hiện tại vẫn chưa thấy nhà phát hành nói gì các bạn. Ok các bạn. Ok thôi về game đi anh em. Ok, đó thì hình quả cáp vậy thôi anh em. Hiện tại bên kênh cũng đang còn cái một cái event mini game tặng cả Wii Su cho anh em, nếu bạn nào chưa nhận thì tranh thủ qua tham gia và nhận ạ. Ok, tiếp theo thì chúng ta phang luôn quả con đen dùng chung mới nhất hiện tại, anh em nào chưa nhận thì tranh thủ nhận HTHT0808 đây các bạn. Rồi bạn nào chưa nhận thì tranh thủ nhận nhá. Ok, lượm có luôn anh em. Đó, hai phần quà gift code siêu ngoan. 500 kim cương, hai lượt đánh boss, một Bentley, một FB à. Tổng giá trị thời. Uầy, cũng được nhá. 2,5 kim cương các bạn, trông cũng ra rì và lầy lọ lắm đấy, chứ đùa đâu. Hiện tại xem nào. Chúng ta có 77 cốc bia vàng, 42 thùng bia, 115 xu hoàng quay. Ok, cửa hàng. Sợ nhất tuần sau bữa cơm Sanji anh em nè, tôi cũng đang băn khoăn nhưng mà tính đi tính lại tôi đang chuẩn bị mua quả ấy, anh em. Đây này, mà chắc mua luôn đi anh em, mua được quả sự kiện các bạn. Đây, mua luôn đi anh em. Rồi, hiện tại là chúng ta có bao nhiêu? 453 ấy này anh em này, ngon này. 320. 4832. Ngon các bạn. Rồi, 4832 được 4 vòng các bạn. Nó lại có 4 ca cỏ lớn online nữa đâu nữa. Online anh em giờ quay nha, quay xong quay các bạn coi. Ok, xong các bạn nha. Làm xong đám quà lượm nào. 30 thùng bia. Ngon đây anh em. Được của nó đấy. Đập nào. 72. Ok. Mong rằng sẽ ra thêm gia shop các bạn nha. Làm mịt khung. Tiếp tục nào. Đi làm ăn tay à. Apple. Chicha. Ui, cha Phan Galore ạ. Gần nâu anh em. Nâu thôi chứ chưa gọi cha Phan Galore được. Cha Phan Galore thì phải đợi bản Wallo anh em. Nên mới ra gọi không được. À bên manga như mới ra tập F1028 anh em đã xem chưa? Uầy, xem ba cháy thêm nhiều ông lại bảo siêu nhân gì. Người ta làm bao nhiêu công hiệu ứng các kiểu vào như thế mà màu mè như vậy mà anh em vào xem nào lại bảo siêu nhân chưa đồ thì chúng mình chán lắm cơ. Tôi xem thì bánh cuốn quá. Ok, mốc cuối rồi anh em, chúng ta được 60 rồi. Bên này thiếu 110 thùng bia nữa anh em. 110 thùng bia vàng nữa anh em. Ui vừa đẹp. Cuộc sống sao nhiều khi nó lại thuận lợi thế nhờ. Em ả thế.
Anh ra shop nhà mình nhìn là đang E2 rồi thì phải các bạn. Bây giờ mới lên E3 này, còn phần 3 form các bạn. Hiện tại trong túi tôi mới có một form. Thiếu hai form nữa. Cũng khét đấy, mong rằng sẽ ra được các bạn. Hai form nữa thôi là chúng ta sẽ có ra shop E3 rồi. Đó. Cố gắng tuần này tuần sau anh em lên E5 sớm sớm cái chơi các bạn. Từ mới nói chung cũng ba cháy quá mà. Tiếp tục. Ok, tiếp tục là anh em. Mà tính ra như còn nhiệm vụ chiến trường tôi chưa đi nữa anh em. Cũng hợp lý nhỉ, chiến trường có khi rảnh rảnh ngồi auto rồi đấy. Chắc ngày mai người tới anh em, hôm nào rảnh rảnh đó chứ mấy nay mình bận lắm. Mà rảnh ngồi auto chiến trường anh em, là nốt chiến trường nữa là lại thêm được 40-50 thùng bia thì đánh boss đồ kiểu nữa. Lúc nào 20 thùng bia. Vậy là vị trí chúng ta thiếu 70 thùng bia nữa anh em, là kết thúc sự kiện lần này. Ra shop nào. Đó các bạn, hơn 500 thùng bia đấy anh em, 530 mấy thùng bia đấy. Vâng, tôi đã quẩy 530 mấy thùng bia rồi anh em, vẫn chưa được một cháu ra shop nào nha. Khó thật sự các bạn. Đục Flamingo. Ok, ra shop nào, Hợp Thành. Đúng không? Ra shop hiện tại. À đâu E1 anh em. Ý, giờ mới lên E2 các bạn ạ. Giờ mới lên E2 này. Thức tỉnh E2 cho ra shop các bạn. Nên điểm. Uy tín luôn. Uy tín luôn các bạn. 9. Ui thiếu một tí là 80 rồi. Uy tín đấy. Ngon anh em, hiện quá. Tiệc kẹo Big Mom. Không còn gì để nói nữa các bạn, chán thật sự luôn ạ. Biết đó lần thứ bao nhiêu tôi vào đến mở rồi anh em. Ok, chúng ta được 10 dương đánh boss này. Được 10 vé anh em. Trao đổi dương về test nhân phẩm kiếm 100 thùng bia anh em. Hên xui được 100 thùng bia nữa, pull sự kiện luôn. Biết đâu bất ngờ các bạn. Đáng để lên thử các bạn. 2k. Tiếp tục. 3k kim cương rồi anh em. Ngắn gọn đơn giản xúc tích. Ui, lấy được thùng bia không nhỉ? Ra được độ khoảng 15-20 thùng đấy. Ok, 10 dưa anh em. Hay có bác mở ra được 100 thùng bia đấy các bạn. 100 thùng bia anh em. Mình cũng làm tí thử xem sao. Mặc dù là một người không may mắn lắm nhưng mà vẫn thích thử anh em. Đây. Dương này có khỏi nhưng mà 100 thùng bia và 100 có bia vàng các bạn. 5 dương 1 nhá. Toàn belly ạ. Mở đấy mà húp. Ôi giời ơi, luôn đi Nam Ante. Ok, hiện tại chúng ta thiếu có 50 thùng nữa thôi anh em. 50 thùng nữa là chính thức ngon rồi. Ôi, giờ đi qua đấu trường Corinda phát nhờ. Thấy anh em về không di chuyển mấy ta. Bắt top 1 này. Ok các bạn, chiến coi. Mang lại nào. Em xui biết đâu giờ ăn được sao anh em. Lại lên top 1. Trận đầu này thua rồi anh em, trận đầu này thua chắc rồi. Trận đầu này thua rồi anh em vừa nói. Giờ thì quan trọng là trận thứ hai này này. Ăn được trận thứ hai này là mới có điểm không ạ? Ui, Odin nhầm, dâu đen nhầm mình chưa gì toang rồi. Ui. Gắt qua anh em. Lại nào. À đây, chơi kiểu này luôn các bạn. Trận đầu này nói rồi anh em, trận đầu này có nhà thua rồi các bạn, trận đầu này không vớt được, kiểu gì cũng không vớt được rồi anh em. Úi giời, cầu rách đồ kiểu. Úi giời, cũng kiểu meta cũ nhỏ bá quá đây các bạn, mà đùa đâu.
cú nhiều mạnh anh em. Giờ nộm nộm luôn ạ. À. Ok, tiếp tục trận tiếp theo. Ây da, ra đây. Odin nhà mình đâu? Đến lượt Odin nhà mình anh em. Gang BG đâu? Gang BG đâu chặn à? Kinh nhờ, chặn luôn ạ. À. Odin tốt kiếm, xong luôn gì nữa. Màu gọn nẹ trận tiếp theo. Ui trận này biết có xử được không? Ui! Căng luôn anh em, chịu các bạn. Nhìn vậy thôi chứ không phải vậy anh em vẫn khó nhà lắm. Ok thì hình thì chắc là thôi anh em, video chắc tôi kết thúc đây thôi. Hẹn gặp anh em ở kênh em nhé. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video kênh Từ Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở kênh em nhé. Bye bye.